Vâng, bên cạnh trái cam đang được mùa tại tỉnh Hưng Yên thì nhìn vào bức ảnh phía sau tôi đây thì chắc quý vị cũng đã thấy được những vườn bưởi vàng óng sai trĩu quả đúng không ạ? Có thể nói là những ngày này người làm nhà vườn của tỉnh Hưng Yên đang rất vui mừng phấn khởi chuẩn bị bước vào thu hoạch bưởi các loại. Năm nay thì những vườn trồng bưởi diễn, bưởi hoàng ở đây cũng đang được mùa chưa từng có. Những quả bưởi vàng óng mọng nước, những cành cây trĩu quả. Chị là cho biết năm nay nhà chị dùng toàn bộ vôi bột để phun vào các quả bưởi thay vì dùng hóa chất như trước kia. Do đặc tính của vôi là sát khuẩn và đắng nên ngăn chặn được sâu bệnh và đặc biệt là ruồi vàng phá hoại. Ví dụ như gia đình nhà tôi là bây giờ là không dùng thuốc bảo vệ hóa học mà đa số là dùng vôi phun để chống các loại bệnh tật cho cây trồng và đảm bảo chất lượng là hàng hóa là sạch 100%. Đây, tất cả mọi người nhìn đây vôi vẫn còn bám lên quả bưởi đây. Một quả này thì nếu như mà thương lái giả như bây giờ chỉ tầm 15-20 nghìn nhưng mà bà con mong muốn được 25-30 nghìn. Được mùa, cộng với quy trình sản xuất sạch, nên các vườn bưởi ở Hưng Yên năm nay bội thu về sản lượng, đặc biệt là những hộ trồng bưởi diễn, bưởi hoàng năm nay thắng lớn. Ví dụ như cây bưởi này, thực tế nó có khoảng 150 quả. 150 quả này nếu mà giá hiện tại như một quả bưởi này bán được 20.000 thì như vậy giá trị của cây bưởi này nó rơi vào tầm độ khoảng 3 triệu. 3 triệu đối với một cái diện tích cây bưởi như thế này so với cây lúa ấy, thì nó vượt rất chi là nhiều so với cây lúa. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên, năm nay cả tỉnh có hơn 300 hectare trồng bưởi, sản lượng đạt khoảng 6.000 tấn, trong đó bưởi diễn chiếm nhiều nhất với gần 70%. Hiện tại, hơn 30% sản lượng bưởi ở đây đã có thương lái đặt mua với giá từ 15.000 đến 30.000 đồng một quả. Do bưởi Hưng Yên ngon và nhiều diện tích được trồng theo hướng an toàn, nên bà con nơi đây đang rất mong muốn ký kết được với các siêu thị lớn trên toàn quốc để qua đó phân phối bưởi Hưng Yên đến với nhiều người tiêu dùng. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 6145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi. Thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3N VTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3
gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Từ trường quay của VTC16, mọi thắc mắc trong sản xuất nông nghiệp của bà con sẽ được giải đáp bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Thắc mắc trực tiếp qua hiện trường, gọi điện qua tổng đài của VTC16 và có thể gọi điện trực tiếp tới trường quay. Xin chào khán giả đang được kết nối trực tiếp với chương trình Hãy hỏi để biết của VTC16 ạ. Tôi là Nguyễn Văn Tuấn ở Lý Nhân, Hà Nam. Dạ, nhà tôi nuôi thương phẩm đàn to được 5 tháng rồi mà tiêu chảy cả đàn, tiêu chảy ồ ạt. Có phải là bệnh tiêu chảy cấp hay không và cái cách khắc phục như nào? Giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15. 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.